ơi, lại là mình Sima đây. Chế độ góc nhìn thứ nhất là dòng đây phải nói là cực kỳ hot luôn anh em ơi. Nhưng mà để làm chùm chế độ này á, tôi lại mới làm sẽ mang đến cho anh em mà hai combo kỹ năng mà phải nói là chùm chế độ góc nhìn thứ nhất luôn anh em ơi. Đầu tiên á là combo này á thì có là Tatsuya này cũng như là Hayato nha anh em ơi. Tiếp tục với chính là con F anh em ơi, con này là Justin bay bọt anh em à. Và cuối cùng chính là Luna nha. Kèm theo đó là một con bé là gấu mèo anh em ơi, để tăng mà kiểu giảm hồi chiêu cho con Tatsuya anh em à. Đấy, ok anh em ơi, và đây chính là combo kỹ năng đầu tiên nha. Combo này phải nói là cực kỳ best luôn anh em ơi. Bây giờ là tôi sẽ cho bé Lâm là test thử combo này trước cho anh em xem, để xem là vô trong chế độ mà góc nhìn thứ nhất này là có làm chùm cũng như là bá đạo không nha anh em ơi. Vô anh em ơi, từ nãy giờ là anh em chưa có like cho bé Lâm á thì đừng quên là cho bé Lâm xin một like này, kèm theo đó là một cái đăng ký kênh nha. Bé Lâm kêu mọi người ấn like đăng ký kênh đi mày. Mọi người nhớ like và đăng kênh cho em nha. Đây rồi anh em ơi, trận đấu đầu tiên là bé Lâm đang có cây G18 anh em ơi. Cây này level 6 này, không biết là có mạnh không anh em ơi. Công nhận cái này ngầu thiệt luôn đó anh hai. Từ ngày ra tới giờ tôi cũng chưa chơi anh em ơi. Bây giờ bé Lâm nó bắn cũng như là test thử luôn nha anh em ơi. Cái gì kìa. Đây rồi, trước mặt có một thanh niên này. Thề luôn là góc nhìn này á, những anh em nào mà chơi game mà đột kích á anh em, hay là chơi game mà truy kích này kia thì anh em cũng đã quá quen thuộc rồi anh em ơi. À sao mà đã được nè. Chạy đi đâu con sâu này. Nóc rồi Lâm ơi, rồi xong gạt luôn chứ còn gì nữa. Đấy rồi, vẫn còn 3 người. Tiễn dông một người này, rồi bây giờ còn 3 người. Phai lăng giò châu này, trúng không? Đấy rồi, ui trúng không, trúng không? Ui trúng được một pha này, 144 máu anh em ơi. Để em cứu đồng đội. Hình như là ngay chân hướng cầu thang á Lâm ơi. Nhưng mà anh nghĩ là chắc nóc rồi đấy. Rồi xong đồng đội bắn luôn rồi. Bây giờ là bên kia còn lại là 2 người anh em ơi. Không biết là 2 người còn lại này đang ở đâu ấy. Ê Lâm ơi, anh nghi là khả năng cao nó sẽ tên bo nha. Đúng rồi đó anh hai ơi. Trong chế độ này anh em thì ngay chân cái tháp đồng hồ này anh em ơi, là ở dưới hầm ấy là khả năng cao tụi nó là sẽ tên bo anh em ơi. Mang theo kỹ năng của Cassie này với lại là kỹ năng mà cái con mà kiểu bắn vô người hồi máu anh em. Đúng luôn rồi đó anh hai ơi. Bây giờ là chắc chắn là bé Lâm phải tên bo cũng như là chống lại tụi nó rồi anh em ơi. Do là hiện tại là không thấy nữa này, chắc chắn là dưới rồi. Tên bo đi Lâm ơi. Ok, chờ ai thắng đây, thắng đây. Cố lên, cố lên. Đây rồi. Bé Lâm là mang theo combo này, không biết là thắng được không. Ui thắng luôn nè. Ui yeah, thắng rồi. Thề luôn, combo kỹ năng này được quái trưởng anh em ơi. 1-0 rồi. Trong trận đấu này là bé Lâm đã có MB40 rồi anh em ơi. Đây rồi. Thề luôn là góc nhìn thứ nhất này mình nhìn thấy là cái cây MB40 nhìn ngầu quái trưởng anh em ơi. À, coi chừng trước mặt nha Lâm ơi. Em thấy chạy cũng ngầu nữa đó anh hai. Hiện tại là bên kia vẫn còn đầy đủ 4 người này. À, đây nè. Rồi xong rồi, đồng đội kết luôn rồi. Ok. Không sao đâu anh hai ơi. Gạt luôn chứ còn gì nữa. Bên kia là còn 3 người và team của bé Lâm là còn cũng 3 người luôn anh em ơi. Ê kìa, đây nè. Ừ, chứ mà bé Lâm có người này. Từ từ bình tĩnh Lâm ơi. Ha, à, bé Lâm nó cong lên khô máu luôn anh em à. Em cong lên luôn. À, chứ mà kìa Lâm ơi. Xin vĩnh biệt cũ nè. Ha, à, còn người nữa kìa. À, bạn nữ ha. Nóc luôn, còn lại là một người nữa anh em ơi. Dân chơi đứng trong dòng máu này. Rồi, cuối cùng cũng xin vĩnh biệt cũ luôn. Bây giờ tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho team của bé Lâm rồi nha. Được của nó rồi. Sau khi mà bé Lâm test combo kỹ năng này cho anh em xem xong á, là xíu nữa nó sẽ test thêm một combo kỹ năng nữa nha. Tức là hai combo kỹ năng và anh em là so sánh xem là giữa hai combo kỹ năng này, combo kỹ năng nào mạnh nhất á, anh em có thể là sử dụng ở trong chế độ này nha. Đi rồi, cố lên Lâm ơi, bây giờ là chúng mày em cũng chẳng có người đấy. Em thấy đèn có tiếng bắn kìa. Ha, à, bên này Lâm ơi. Này, lúc ở đây nè, full đỏ luôn. Đây nè, hai pha luôn. Gạt Lâm ơi, đấy, gạt lấy kill này chứ còn gì nữa. Bây giờ là bên kia còn lại một người. Hình như là thanh niên mà hồi nãy là sống sót cuối cùng ở trong cái dòng máu anh em ơi. Đây rồi, ngộ không rồi xong, tiễn vong luôn chứ còn gì nữa. Bây giờ là tỷ số 3-0 dành cho team của bé Lâm gọi anh em ơi. MVP cho bé Lâm luôn. Do là cái hạt của bé Lâm khá là cùi anh em à, thành ra là không có đủ là combo kỹ năng để phối anh em. Cho nên là bé Lâm ở trong trận đấu này nó chơi hạt của tôi anh em ơi, mới đủ là combo kỹ năng cũng như là mang đến cho anh em ấy. Đây rồi chứ mà cái Lâm ơi. Đây nè, ui quá trời người đi chung luôn. Ui bé Lâm là còn nửa cây máu anh em à. À, bé Lâm là mang theo cái con mà kiểu EB nè anh em. Thì khi mà đồng đội của bé Lâm mất máu là bé Lâm sẽ được hồi máu của đồng đội anh em ơi. Em vừa thấy hai người luôn nè, đây nè, nóc một. Ok, nóc một nó cứu rồi Lâm ơi. Này thì cứu nè. Hai người ra đi luôn chứ còn gì nữa, người cuối cùng này. Người cuối cùng luôn. Rồi, cuối cùng là bé Lâm nó cũng đã win rồi nha anh em ơi. Mà cũng đã test xong là combo kỹ năng đầu tiên rồi nha. Chùm chế độ góc nhìn thứ nhất luôn ấy. Đây rồi anh em ơi, và đây chính là combo kỹ năng thứ hai mà tôi với lại bé Lâm muốn mang đến cho anh em đây. Bây giờ là tôi cho anh em xem combo kỹ năng này nha. Ok, đầu tiên á chính là con ngộ không nè anh em ơi. Nói chung là ngộ không cũng khá là mạnh này. Tiếp tục á chính là Derby nha. Đấy, Derby là cũng khá là ngon nè anh em ơi. Và Nairi nha anh em ơi. Và cuối cùng chính là con Kairos nha. Và tiếp tục là sử dụng cho mình đó là cái con mà gấu mèo anh em ơi. Do là con này là giúp là cái con ngộ không là hồi chiêu nhanh anh em ơi. Rồi,
Cuối cùng là tụi tôi cũng đã cho anh em xem xong là combo kỹ năng thứ hai rồi. Bây giờ là tôi sẽ cho bé Lâm là vô test luôn anh em ơi. Và anh em có thể là so sánh là giữa hai combo kỹ năng này nha anh em ơi. Thứ gì mà chịu nổi rồi anh em ơi. Bên kia có vẻ là toàn bờ rồ ở dơ. Ủa lộn, bờ rồ lấy dơ anh em à. Rồi rồi, trận đấu này căng nha. Đây rồi, bé Lâm là vẫn tiếp tục với lại là cây G18 anh em ơi. Cái này á, anh em nào mà có thì nhớ là comment với nha anh em ơi. Ok, từ từ, đi hướng này Lâm ơi. À, coi chừng có người nha. Ai đi bên này không ta? Không có ai này. Rồi, công lên không áo luôn Lâm ơi. Đó, gọi là dân chơi là phải chơi tới bến chứ. À, bên kia kìa. Đây gọi yếu rồi Lâm ơi. Đây nè, nóc luôn. Một người ra đi này. Ha, à, chứ mặt cái Lâm ơi. Này thì công lên hả? Hai người. Đây rồi, tính làm gì đây? Ba người luôn. À, cố lên Lâm ơi, coi chừng. Liên bốn người luôn Lâm ơi. Đây rồi, gọi xong luôn. Vãi nồi ngấm mua tỏi luôn anh em ơi. Nhưng mà còn lại là một người đồng đội của bé Lâm anh em ơi. Cố lên đi bạn ơi. Bé Lâm cân ba như này mà thanh niên này không lên là hạ được thanh niên này nữa, thôi dẹp nghỉ luôn ấy. Yeah, cuối cùng cũng thắng rồi. Ok anh em ơi, tỷ số bây giờ là 1-0 đầu tiên dành cho team của bé Lâm rồi nha. Trong trận đấu này là bé Lâm nó sẽ di chuyển bên này anh em ơi. À, tính ra là cái map này anh em thì anh em nào hay di chuyển bên này nhớ là comment với nha. Tôi lại di chuyển bên trong bên kia anh em ơi. À, coi chừng trước mặt có người Lâm ơi. Đây rồi. À, này thì nhảy xuống hả? Một dân chơi đứng trước mặt bé Lâm này. Dân chơi nấp kìa. Ui, đây nè. Một thanh niên bể nồi cơm điện. Từ từ, để em gạt luôn. Một kêu này, á trước mặt này Lâm ơi. Này thì ngộ không nè. Sao mà đỡ được? Đây nè. Rồi, ba người ra đi không bao giờ trở lại rồi. Còn một người cuối cùng này. Em nghĩ là ở trong này nè. Á trước mặt này Lâm ơi. Này thì chạy ra nè. Còn bé Lâm với lại là một người cuối cùng bên kia. Sao mà đỡ được, hết sọt. Ok, bây giờ tỷ số là được nâng lên 2-0 rồi anh em ơi. Trời ơi, trời thề luôn, combo này mạnh đấy. Những anh em nào mà thích chế độ mà góc nhìn thứ nhất này thì nhớ là comment ở dưới nha. Nói chung là từ ngày mà nó ra tới bây giờ anh em tôi cũng chơi khá là nhiều anh em ơi. À, này, công lên à, công lên hả? Trời ơi, là trời châu vậy. Con cháu tu gô gì mà châu quái trưởng anh em ơi. Qua đây nè. Ha, yếu rồi đó Lâm ơi. Anh nghĩ là cất liệu đây, bé Lâm nó bắn là muốn mấy băng đạn luôn anh em ơi. Công lên chơi khô máu luôn nè. Thanh niên nào thả Sentinel đây vậy? Ai vậy ta? Lâm ơi, bên bạn áo vàng trước mặt đó là có người ấy, Lâm ơi. Giờ đếm lên cho á, này thì chạy qua đây nè. Một người ra đi không bao giờ trở lại, còn một người nữa cố lên Lâm ơi. Này giờ nè. Sao mà đỡ được, trời gỡ là trời bên kia là còn hai người anh em mà. Rồi xong rồi, trận đấu này bé Lâm chuẩn bị là lia cái tem nữa, chỉ còn gì nữa. Ui, tem nóc hai người rồi. Công qua khô máu luôn Lâm ơi. Đây rồi, 2-2 anh em ơi. Ha, ngộ không này. Thanh niên này có vẻ là giống bé Lâm đó anh em ơi. Ngộ không hả? Cố lên Lâm ơi, cố lên, đây rồi. Rồi xong bị ca ếch luôn anh em ơi. Thôi không sao, bây giờ là còn lại một người cuối cùng ở bên kia này. Không biết là đang ở đâu anh em ơi. Đâu vậy ta? Ha, à, như dân chơi này đi núp luôn cái gì rồi anh em ơi. Quái nồi thật sự ấy. Ui, thấy có tiếng bước chân kìa. Ê, à, đây nè Lâm ơi, ở bên bằng nữ này. Rồi, đứng ở đây ke luôn Lâm ơi. À, này thì chạy vô. Ok anh em ơi, tiếp tục là một trận đấu thắng dành cho team của bé Lâm anh em à. Ui, mới đây là đã 3-0 rồi đây. Đây chính là một trận đấu cuối cùng dành cho bé Lâm anh em ơi. Và bé Lâm lựa chọn là combo MB40 với lại là M857 trong trận đấu này. À, đây rồi, có người trên mặt rồi Lâm ơi. À, nghe tiếng chân gần lắm luôn ấy. À, công lên kìa, chơi liều mạng như vậy bạn. Trời ơi, cháu vậy, quái nồi. Em còn nửa cái máu chơi tới bến luôn, ui. Quái nồi, bị mất là gần hết cái máu rồi anh em ơi. Chạy lẹ, chạy lẹ. Chạy Lâm ơi, chạy Lâm ơi. Rồi sao? Quái nồi nóc luôn anh em ơi. Ngu rốt. Thôi không sao, thua keo này tao bày keo dán gùi anh em ơi. Lần này em chơi khôn máu luôn nè. Đúng rồi, dán cuối cùng không khôn máu rồi thôi dẹp nghỉ luôn ấy. Từ từ Lâm ơi, coi chừng lại trước mặt có người nha. À, đây rồi anh em ơi, có người trước mặt kìa Lâm ơi. À, này thì công lên nè. Ok, nóc rồi, gạt luôn Lâm ơi. Thanh niên này bắn cũng khá là ghê bên kia này. Ok, bên kia bây giờ là còn lại là hai người anh em ơi. Ui, MB53 chip luôn. À, tính ra bây giờ là trong tay mới Lâm là còn đầy đủ là 4 người. Bên kia là còn 2 người rồi xong rồi. Chuẩn bị là win tới nơi chứ còn dạ nữa đi. Cố lên Lâm ơi, đây rồi. Ngủ không hả? Gạt luôn Lâm ơi. Rồi, một người cuối cùng bên kia anh em ơi. Bây giờ là bé Lâm sẽ đi truy tìm là người cuối cùng bên kia nha. Ui, thanh niên trong tay bé Lâm là vừa bị chích bo anh em à. Không biết là kiểu chắc là bị mẹ ganh hay sao anh em ơi. Rồi, bây giờ là còn lại một thanh niên cuối cùng để xem là đang ở đâu nha. Hình như là núp ở đâu rồi anh em ơi. Đâu rồi ta, ra đi. Bây giờ mà lú ra bé Lâm cho một viên màu 8-7 là xin dính biệt cụ luôn ấy. Rồi xong nóc luôn anh em ơi. Xíu nữa là được thêm một kêu nữa anh hai ơi. Ok anh em ơi, cuối cùng là bé Lâm cũng win rồi nha. Anh em thử là so sánh xem là giữa hai combo kỹ năng này combo nào mạnh hơn anh em dùng nha. Bây giờ chắc có lẽ là anh em tụi mình sẽ dừng video ở đây. Bye bye.